vâng ạ xin chào các anh chị và các bạn à, trong bài học tiếp theo ngày hôm nay thì tôi xin phép được chia sẻ với các anh chị một số cái kinh nghiệm để giúp các anh chị là giảm cái tỷ lệ bị cướp khách giảm cái tỷ lệ bị sót khách do cái quá trình chạy quảng cáo hoặc là fanpage của các anh chị quá là đông khách thực ra thì cái điều này thì đối với những người làm quảng cáo cũng như là làm bán hàng trên facebook chuyên nghiệp như tôi hoặc là các anh chị khác thì nó cũng khá là đơn giản. Thế nhưng mà với các anh chị mới thì tôi nghĩ là nó cũng có những cái vấn đề mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Thì cái bài học này tôi sẽ chia sẻ với anh chị như vậy đấy ạ. Vâng, thứ nhất là đây tôi sẽ lấy ví dụ của một cái fanpage mà tôi đang chạy quảng cáo cho họ thực tế, đúng không ạ? Cái fanpage này như trong một cái bài học khác thì tôi cũng đã lấy ví dụ rồi, tôi đang chạy quảng cáo cho cái fanpage này. Từ cái việc là lập fanpage, chụp hình sản phẩm, chọn người mẫu, viết thông điệp, quảng cáo vân vân thì là chúng tôi đang làm Và thực tế cho thấy rằng là cái số lượng tin nhắn nhận được rất là nhiều Đúng ạ, ở đây các anh chị có thể nhìn thấy Nhận được khoảng tầm 439 tin nhắn mới trong một ngày Và cũng là tốt, đúng ạ Inbox, inbox cũng rất là nhiều Thông báo cũng rất là nhiều Vậy thì làm thế nào để kiểm soát được cái việc này? thì chúng tôi xin phép đưa ra một số giải pháp như sau thứ nhất đấy là các anh chị sẽ cần phải có một hoặc là nhiều hơn một nhân viên chăm sóc fanpage chuyên nghiệp tức là sẽ làm gì ạ sẽ trả lời inbox sẽ chat với khách sẽ ẩn comment đi đúng không ạ bởi vì để comment như vậy khách người ta comment ở trên này đúng không ạ thì rất có thể đối thủ nó sẽ vào uh, lấy mất cái comment này của chúng ta bởi vì đối thủ rất có thể là sẽ cùng bán đúng không ạ thì đây là tôi đang lấy cái ví dụ và thực tế là cái fanpage này là chúng tôi cũng chưa ẩn comment đúng không ạ? Chúng ta có những cách là ẩn bằng tay. Đấy, ví dụ như đây này. Đấy, số điện thoại đúng không ạ? Chúng ta sẽ bấm vào ẩn bình luận bằng tay như thế này. Và chúng ta có thể sẽ sử dụng phần mềm nhá, thì lát nữa tôi sẽ giới thiệu các anh chị một số các phần mềm để quản lý cái fanpage, quản lý comment trả lời tự động. Thì mục tiêu của chúng ta là làm sao là thứ nhất là chúng ta trả lời được hết các bình luận này. Và thứ hai là chúng ta sẽ inbox được hết các cái người comment này. Và thứ ba nữa là chúng ta sẽ chat với họ, tư vấn với họ để chuyển đổi họ thành khách hàng, để chuyển đổi họ thành đối tác, được chưa ạ? Thì như vậy tùy vào cái năng lực quảng cáo từ vào cái số lượng bình luận nhiều hay là ít thì chúng ta sẽ cần từ một người hay là hai người hay là nhiều hơn, thậm chí là 10 người, đúng không ạ? Như trước đây chúng tôi chạy quảng cáo bán mỗi ngày là hàng trăm đến hàng nghìn đơn hàng một ngày thì chúng tôi sẽ cần đến khoảng 5 cái người quản lý pet đúng không ạ năm người telesale và có những người là chỉ công việc là chỉ ăn rồi ẩn bình luận copy đúng không ạ copy cái người bình luận này đưa vào google drive và sau đó là bắt đầu là, là một người đã bắt đầu kết bạn và chat chat inbox để tư vấn để lấy số điện thoại lấy số điện thoại được rồi sẽ có một người telesale để chốt đơn hàng và chuyển đơn hàng cho khách hàng thì đấy là một cái quy trình đơn giản mà tôi muốn hướng dẫn cho các anh chị để giảm cái việc đấy. Đấy các anh chị nhìn thấy có rất nhiều inbox, rất nhiều comment đúng không ạ? Thì chúng ta phải trả lời như thế nào? Chúng ta sẽ phải trả lời như thế nào để làm sao cái câu trả lời đấy nó phải mang tính bán hàng, nó phải mang tính điều hướng và để làm sao chốt được đơn hàng chứ trả lời không phải là trả lời cho nó có. Bởi vì rất nhiều bạn bán hàng là trả lời cho nó có hoặc là bị rơi vào cái tình trạng là nhiều inbox quá, nhiều comment quá không trả lời được là khiến khách hàng phật ý thì cái tình trạng này chúng ta hết sức tránh đấy, bằng cách là chúng ta tuyển nhân sự chúng ta trả lời đầy đủ chúng ta kết bạn chúng ta chat chúng ta trò chuyện và chúng ta đưa những cái danh bạn đấy vào trong một cái file chúng ta quản lý đấy là phương án thứ nhất phương án thứ hai là chúng ta có thể sử dụng các phần mềm như tôi đã giới thiệu là tôi sẽ nói một số phần mềm thì hiện nay trên thị trường có rất nhiều các phần mềm quản lý Facebook quản lý fanpage để làm sao mà chúng ta có thể là trả lời được ngay lập tức tất cả các cái comment, uh, inbox ngay lập tức tất cả các inbox cho khách hàng nếu mà khách hàng đang trả lời inbox cho mình. Uh, tiếp theo đấy là gì ạ? Có thể ẩn tự động tất cả các bình luận đúng không ạ? Và chuyển tất cả các bình luận đấy vào thành vào cái phần quản lý uh, đơn hàng. Uh, nó phần mềm nó làm cũng khá là nhiều công dụng. Thì trên thị trường có những phần mềm như là PanCake Pet 365 hay Sela hay Chốt Sale hoặc Haravan vân vân thì uh, tôi không được các đơn vị nào tài trợ cả hay đúng hơn là tôi cũng không muốn uh, nhận của một đơn vị tài trợ nào cả mặc dù là rất là nhiều đơn vị uh, muốn hợp tác với tôi để chia sẻ nên tôi muốn đưa ra một cái lời bình luận công bằng cho các anh chị thì các anh chị cứ tìm phần mềm nào hợp lý với mình về mặt chi phí về mặt công dụng về mặt tính năng thì mình xài đúng không ạ hiện nay thì các phần mềm đấy họ cũng uh, là giá nó cũng khoảng độ 2-300 ngàn cho một tháng Hoặc là 2-300 ngàn cho 1 năm tùy vào từng loại Thì tôi nghĩ rằng là nó cũng không phải nhiều Chúng ta cũng có thể sử dụng được Thì khi đấy chúng ta có thể thiết lập các cái phần mềm đấy để ẩn bình luận Bởi vì cái việc ẩn bình luận nó sẽ tránh cho chúng ta việc là uh, Bị mất cái khách hàng đúng không ạ Đây ví dụ như đấy chúng ta thấy rằng là bình luận Trong 1 giờ trong 56 phút rất là nhiều Thế thì chúng ta cần phải có nhân sự đúng không ạ Chúng ta sẽ cần phải có À, phần mềm công cụ để hỗ trợ ừ, cái việc mà chúng ta muốn giảm được cái tỷ lệ bị sót comment bị sót inbox bị uh, cướp khách thì chúng ta sẽ phải làm quyết liệt sử dụng phần mềm cũng như là sử dụng nhân sự và phải có quy trình và thậm chí là chúng ta sẽ có một người chuyên đi giả soát cái việc đó và tiếp theo nữa chúng ta phải kiểm soát cái chất lượng tương tác giữa nhân viên của mình với khách hàng bởi vì cái tương tác không chuyên sâu thì sẽ dẫn tới cái việc quảng cáo sẽ bị lãng phí cái tỷ lệ chuyển đổi thành đơn hàng thấp được chưa ạ? Thì trên đây là một số cái kinh nghiệm nho nhỏ để giúp cho các anh chị thấy rằng là chúng ta có thể là có những cái biện pháp để chúng ta quản lý được cái tình trạng là bị cướp khách, bị cướp comment, bị short comment, bị short inbox, bị mất khách hàng và khách hàng phản ứng rất là nhiều. Đấy, thì ở đây các anh chị nhìn thấy này một số cái fanpage này tôi đang chạy quảng cáo cho khách hàng thì cũng rất là nhiều inbox đúng không ạ? Thì cái fanpage này là cái bạn chủ của bạn ấy trả lời rất là nhiệt tình và tích cực thường xuyên à, cho nên là các anh chị nhìn thấy là inbox liên tục cứ một giờ là có một vài inbox à, bán rất là tốt đúng không ạ thế thì trả lời liên tục như vậy thì cái, cái tình trạng chốt được đơn hàng nó sẽ cao và khách hàng người ta cũng hài lòng hơn cũng như là đỡ mất khách hơn và tỷ lệ chuyển được chuyển đổi thì người mua cao hơn vâng và nếu như các bạn có câu hỏi thì xin vui lòng hãy thảo luận với chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn